ở trong căn phòng ngủ của bảo đại ngày xưa, và sau này là phòng ngủ của Ngô Đình Diệm, thì có một cái đường hầm để dùng làm lối thoát khi mà có biến của địa, thì người ta sẽ đi vào đường hầm đó và đi xuống dưới lòng đất, rồi sẽ đi ra cái bãi đổ trực thăng ở ngoài kia, nó có chiều dài tầm khoảng này. Kính thưa quý vị, hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại dinh mục, đây là dinh bảo đại đó quý vị ha, ở đường Trần Quang Diệu thuộc phường 10 của thành phố Đà Lạt. Đây là một công trình kiến trúc cổ kính lâu đời và là một trong những dinh thự xa hoa của bảo đại trong thời gian ông ở lưu trú và làm việc tại thành phố Đà Lạt. Thì ngôi dinh thự này được xây dựng vào năm 1940 của một triệu phú người Pháp. Sau đó cái người Pháp này thì bán lại cho một cái vị doanh nhân người Pháp khác. Và đến năm 1949 thì cha vợ của bảo đại đó là quần công Nguyễn Hữu Hào đã hỗ trợ về tài chính và mua lại căn biệt thự này, căn dinh thự này để mà tặng lại cho vua bảo đại. Và kể từ đó vua bảo đại đã sử dụng cái dinh thự này để mà làm tổng hành dinh, nơi làm việc ăn ở chính đó quý vị ha. Trong cái giai đoạn từ năm 1949 đến năm 1954 thì bà đại lúc đó là làm quốc trưởng của chế độ quốc gia Việt Nam. Lúc đó ông không còn là vua nữa. Lúc đó thì ông đã chính thức thoái vị rồi. Ông thoái vị từ năm 1945 rồi quý vị ha. Đó. Thì đây là một cái công trình kiến trúc cổ kính và mang đậm chất châu Âu, mang đậm chất Pháp đó quý vị. Hôm nay mình xin mời quý vị anh chị và các bạn đi vào cái căn dinh thự này để mà tham quan, tìm hiểu. Nói chung là tìm hiểu về cái mặt kiến trúc thuộc về. Mình đặc biệt ấn tượng với những cái công trình kiến trúc của người Pháp để lại ở thành phố Đà Lạt. Nó nằm rải rác ở khắp thành phố Đà Lạt với hàng ngàn căn biệt thự, hàng ngàn cái dinh thự rất đẹp lắm quý vị. Trong đó người ta trưng dụng và sử dụng với những cái mục đích khác nhau cũng có. Nhưng vẫn còn khá là nhiều những căn biệt thự bị bỏ hoang, bị hoang phế, thậm chí xuống cấp trầm trọng. Và thậm chí có nhiều căn biệt thự cổ thì nó là bị xóa sổ hoàn toàn rồi, không còn một vết tích gì cả. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi thôi quý vị. Nói về công trình kiến trúc cổ kính của thành phố Đà Lạt, từ thời Pháp để lại thì bao la luôn quý vị. Chúng ta đi tìm hiểu và nói còn lâu mới tìm hiểu hết được những cái điều bí ẩn của thành phố này. Thì dinh thự này cũng thế, nó cũng có những cái điều bí ẩn và số phận của nó thì nó vẫn có những cái sự thăng trầm. Bây giờ mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi vào trong để tham quan ngay. Ở lối dẫn vào dinh là một con đường khá là dài, lát đá đó quý vị, và ấn tượng là người ta trồng hai hàng tràm hai bên với những hàng tràm cổ thụ luôn quý vị ha. Ở bên này có một cái tòa nhà, cái tòa nhà này là tòa nhà gì, ngôi dinh thự chính nó nằm trong này, nhưng mà tòa nhà bên này không biết cái gì. Bây giờ mình đi vào trong này.
mình đi cái tòa nhà này trước. Không biết đây là cái tòa nhà gì. Ở đây trong này người ta dắt ngựa đi vòng vòng ha. Mình muốn cưỡi ngựa thì mình cưỡi luôn. Đó. Tổng quan ngôi nhà này một chút nha. Ồ, nhà này cũng khá là to và đẹp nha. Ở bên này là cái cây đa cổ thụ luôn. Ồ, cái đa này quá to luôn quý vị. À, có ghi đây. Cây đa do vua Bảo Đại mang từ Huế vào trồng sau khi mua lại Dinh từ 1951-1953, hơn 60 năm tuổi. À, cây đa này có tuổi đời là 60 năm tuổi rồi quý vị. Hèn gì nó to như thế này. Đi vào đây hỏi xem thử căn nhà này nó là căn nhà của ai, nằm trong khuôn viên của dinh mục. Trong này người ta dùng để mà khóa trang vi hành. À, chỗ này để mà thuê trang phục đấy quý vị ha. À, có giá luôn. Mà đây chính là căn nhà dành cho lính ở đó quý vị, lính canh gác. À, đó, đây giống như là một cái cơ quan làm việc thôi. Chính vì vậy mà phải có lính, có phụ tá, rồi có nhân viên đó, họ ở trong căn nhà như thế này. Ồ, ngày xưa lính ở trong một căn biệt thự và nó quá khủng, quá đẹp. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục đi vào trong cái tổng hành dinh thôi quý vị. Cái dinh chính đó ha. Hôm nay ở dinh này thì khách du lịch vào tham quan cũng rất là đông luôn. Thường thường là những cái đoàn tour, khách lẻ thì cũng có, nhưng mà đoàn tour thì hơi nhiều. Đoàn tour mùa này nhiều lắm quý vị. Cái này á, cái dinh này vào những cái ngày thứ bảy chủ nhật thì chắc có lẽ khách chật kín luôn quý vị ha. Mình rất ấn tượng là rừng thông thiên nhiên, vô trong này rồi nói là nó rất là mát luôn quý vị. Cái lịch sử của cái dinh này thì nó cũng thăng trầm. Sau khi năm 1954 thì vua Bảo Đại hết làm quốc trưởng, thì đến năm 1965 cái dinh này được dùng để nghỉ ngơi và làm việc của người làm việc và nghỉ ngơi của tổng thống Ngô Đình Diệm của chế độ miền Nam đó quý vị ha. Rồi sau này các đời tổng thống khác của người cũng dùng cái dinh này để mà làm nơi nghỉ ngơi mỗi khi đến Đà Lạt đó. Và sau năm 1975 á, thì cái dinh này bị bỏ hoang, đó, hoang phế, xuống cấp trầm trọng và kéo dài cho đến 2014 á, thì người ta mới trùng tu sửa chữa và giao cho công ty Hoàng Cầu thuê lại để mà quản lý khai thác về du lịch. Thì nó như là một cái cô gái đẹp ở trong rừng đang ngủ thì được đánh thức, và không biết đến bao giờ thì cô gái này sẽ lại ngủ tiếp. Tại vì nghe đâu người ta đang liên sinh trong cái vấn đề tranh chấp giữa công ty Hoàng Cầu và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về vấn đề thuế đất, thuế đai gì đó, hợp đồng hợp đếp gì đó quý vị. Thì nó nói là thu hồi thuế gì đó quý vị. Và như vậy số phần của dinh này nó cũng khá là bấp bênh. Hy vọng rằng cô gái ở trong rừng này cứ thức như thế này thôi, để chúng ta đi vào đi ra mà trò chuyện cho nó vui ha. Cô gái mà ngủ thì
Ồ, không biết đến bao giờ lại thức. Mình vi vong thế thôi. Đây là cái tổng hành dinh chính, cũng như là cái lối kiến trúc ngôi nhà chính của cái dinh này đấy quý vị ha. Đó. Trước này là bức tường của vua Bảo Đại. Bây giờ mình sẽ đi dạo quanh một vòng để cho quý vị thấy cái mặt tổng thể của dinh thự này. Bảo Đại á thì có những cái dinh thự trải dài trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Riêng ở Đà Lạt này thì ông có hai dinh, đó là dinh 1 và dinh 3. Còn dinh 2 á, người ta nói đó là dinh Bảo Đại nhưng mà thật sự là không phải. Đó là cái dinh để dành cho toàn quyền của chính quyền Đông Dương, chính quyền Pháp ở tại Đông Dương làm trụ sở chính để mà ở và làm việc đó. Dinh 2 không phải là của vua Bảo Đại quý vị ha. Đó. Như vậy là tổng thể kiến trúc của căn nhà này. Không biết nói sao nhưng mà thật sự rất là đẹp. Ở bên dưới á, được xây dựng bằng đá chè. Và nó cao lên tới tầm khoảng hơn 3 mét đó quý vị ha. Và trên kia không biết có phải xây dựng bằng đá chè không hay là bằng gạch. Chắc bằng đá luôn đấy. Nhưng mà người ta đã sơn sửa phủ lên một lớp sơn rồi. Nhìn rất là chắc chắn luôn quý vị ạ. Những cái công trình như thế này, nếu mà bảo tồn thì nó vượt thời gian luôn quý vị. Khó mà hư hại lắm. Hệ thống đường hầm ở dưới này quý vị. Hệ thống địa đạo nó nằm chằng chịt ở dưới này. Nối từ đây qua tới dinh 2 thì từ đây qua dinh 2 nó có chiều dài tầm khoảng 2 cây số đó quý vị ha. Hệ thống đường hầm đó bây giờ vẫn còn ở dưới đó. Không biết sau này người ta có phục dựng mở cửa để cho người ta tham quan hay không. Ở trong căn phòng ngủ của Bảo Đại ngày xưa và sau này á là phòng ngủ của Ngô Đình Diệm thì có một cái đường hầm để dùng làm lối thoát khi mà có biến được quý vị ha. Thì người ta sẽ đi vào đường hầm đó và đi xuống dưới lòng đất rồi sẽ đi ra cái bãi đổ trực thăng ở ngoài kia. Nó có chiều dài tầm khoảng 300-400 mét đó quý vị đó. Bãi đổ trực thăng này ngoài kia, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới cái bãi đổ trực thăng đó đi. Bây giờ vẫn còn chiếc trực thăng gì đó, không biết là mô hình hay là nó có thật hay không. Mình đi xuống mới biết được cái gì ha. Như đây là cái lối đi xuống cái bãi đổ trực thăng này quý vị. Khuôn viên của dinh này rất là lớn lắm quý vị ạ. Nó còn lớn hơn là dinh 3 nữa. Đó. Đây là bãi đổ trực thăng. Đi vào trong được. Dạ, vào trong chứ không là 20 ngàn. Rồi em xem thì em đúng rồi. Gần vào. Cho em đi vào trong này.
Thằng này đi vào quay phim chụp hình thì mất 20 ngàn quý vị ha. Ngoài cái vé vào cổng ra, quý vị vào đây để mà ví dụ sử dụng những cái dịch vụ riêng ở trong này nữa thì người ta sẽ thu vé thêm. Đó. Còn quý vị mua trọn gói thì nó lại khác. Trọn gói thì có cái vé rồi chúng ta vô sử dụng hết những cái dịch vụ trong này luôn. Có hai hình thức thanh toán đấy. À, chà. Cái này á là cái trực thăng. Trực thăng này á là đúng thật luôn quý vị. Ôi chà. Lên đây được rồi. Có được leo lên không? Ô, trực thăng của người Mỹ ngày xưa đây. Không biết sản xuất từ đời bao nhiêu. Rất là cổ. Người. Ở bên này thì có cái cây súng máy hả? Ở trên này nó cũng nhỏ nhỉ, hẹp nhỉ. Thằng này chỉ có hai cánh quạt thôi quý vị ha. Ủa, khuôn viên này rộng lắm quý vị. Nói chung là để review chi tiết về cái dinh thự này á thì có rất là nhiều những cái kênh review chi tiết rồi. Mình đi tìm hiểu những cái mà thật sự bí ẩn. Mình không biết cái lối tầng hầm bây giờ chắc có lẽ người ta biết hết rồi quý vị. Làm sao mà biết được cái miệng hầm ở trong kia ra tới đây là nó như thế nào và nó nằm ở vị trí nào. Nhiều khi đó quý vị ha, nhiều khi chính những người quản lý ở trong cái dinh thự này đó còn không biết là cái đường hầm nó như thế nào nữa chứ. Bây giờ nhiều lúc đó là bí mật quân sự rồi. Ngày xưa ông Bà Đài ở đây thì sẽ đi dạng ngoài và săn bắn ở khu vực bên kia. Khu bên kia là khu vực Trần Thái Tông đó quý vị ha. Có cái xóm Bà Đài với những cái vết tích ở bên kia. Hôm vừa rồi mình cũng có làm video ở bên đó đây. Thôi bây giờ mình ra tới một vòng. Chấm gửi chị. Em gửi. Dạ, dạ. Sau lưng dinh này là một cái quả đồi có độ dốc khá là sâu. À, cái quả đồi này cũng khá cao đó quý vị. Nếu như mà đứng ở dưới khu vực dân cư Trần Quang Diệu dưới kia mà nhìn lên này, quả đồi này khá là cao. Hình như là nghe nói có độ cao hơn 1.500 so với mực nước biển. Như đã nói ban đầu thì cái số phần của cái dinh này nó chưa biết nó sẽ đi về đâu. Khi mà mọi thứ vẫn chưa giải quyết xong giữa một bên là chính quyền và một bên là doanh nghiệp thuê để quản lý và khai thác du lịch đó. Hy vọng rằng nó sẽ tiếp tục hoạt động, không có bị đóng cửa, không bị thu hồi. Và khi đóng cửa thu hồi thì không biết đến bao giờ mới mở cửa trở lại. Mà như vậy thì rất là phí.